năm nay thời tiết kỳ ghê mới có giữa tháng tư mà ông trời ông làm như là tháng 8 vậy các bạn mới chừng khoảng 10 11 giờ là trời mây đen kéo đen thui đen thích vậy đó cho nên là nếu ai mà muốn đi đâu hoặc là làm gì thì phải tranh thủ làm cho sớm đi cho nhanh cho kịp thời gian chứ nếu không là trời đổ mưa xuống sẽ không làm được gì luôn á cả nhà và theo cái kinh nghiệm của một số lão làng thì các vị nói năm nay lại bắt đầu báo hiệu một năm không thuận lợi lắm cho ngành nông nghiệp vì thời tiết năm nào mà mưa nhiều quá hoặc là mưa sớm thì năm đó coi như là à, việc gieo trồng của bà con gặp rất là nhiều khó khăn. Hôm nay thì mình cũng tranh thủ để đi ra vườn sớm à, để xem cái vườn mà hôm bữa bị mưa đá nó quăng cho một trận. À, hôm nay thì nó cũng tạm thời là phục hồi được một chút xíu. Nói chung là cũng sót lắm, bùm dập hết nhưng mà các cái nhánh non nó cũng bắt đầu nứt trở lại ra các bạn mọi năm trước thì cái vườn atiso này nó tốt lắm các bạn đây là cái giống hoa atiso tím giống mới đó nó rất là khỏe và một phần nữa là do cái đất thịt pha phin này nó tơi xốp vì vậy là cái atiso phát triển rất là tốt nhưng mà năm nay thì do thời tiết mưa bão nhiều, rồi cái rễ của atisôn bị suy, vì vậy là cái cây atiso nó phát triển không có đồng đều và thậm chí là có những cái khoảng đất trống rất là lớn là do cái cây atisôn nó bị chết đó các bạn nè. Và tranh thủ hôm nay thời tiết nắng ráo đẹp, nói chung là thuận lợi. Vì vậy là mình Tranh Thủ ra vườn để chia sẻ với các bạn về cái lá của cây atiso ha. Vì có một số bạn hỏi mình á là cái lá atiso nó như thế nào, rồi cái công dụng của lá atiso, cách sơ chế và sử dụng atiso như thế nào cho nó hợp lý và nhân tiện đây, mình Tranh Thủ ra vườn để chia sẻ cho các bạn dễ hiểu hơn còn những cái lúc nào mà thời tiết mà mưa gió nhiều thì mình không có đi vườn công việc chính của mình là mình thường ở nhà và mình chế biến trả atiso túi lọc mình chuyên về mảng atiso túi lọc ha các bạn ha bây giờ thì mình tranh thủ mình nói về cái lá atiso đi có một số bạn hỏi mình đó là cái lá atiso là gì vì các bạn chưa có cái cơ hội để được tận mắt nhìn thấy cái lá atiso ở ngoài đời thật và có nhiều bạn nói với mình là các bạn bị mụn nhiều lắm và các bạn đã dùng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền rồi thì các bạn đã đi cả các bác sĩ da liễu giỏi để điều trị nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn thì mụn của các bạn lại tái phát trở lại vậy thì à, lá atiso có trị được mụn không? Rồi cách sơ chế, cách sử dụng lá atiso như thế nào để cho nó hiệu quả nhất? và hôm nay nhưng tiện trời nắng đẹp mình đi ra vườn thì mình cũng chia sẻ thực tế để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái lá atiso còn về vấn đề mà lá atiso có điều trị được mụn hay không thì các bạn tham khảo thêm ở các bác sĩ có chuyên môn ha cái vấn đề về điều trị thì mình không có dám với dài tay à, các bạn nên tìm hiểu và tham khảo ở các thầy thuốc có chuyên môn cao nha còn hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn về lá atiso rồi cách chúng ta sơ chế và chúng ta dùng như thế nào cho nó hợp lý và đây là vườn atiso bông tím nha các bạn cái lá atiso nó rất là to và nó dài. Nó dài khoảng nửa mét luôn á các bạn. Và cái lá atiso nó có cái khía rất là sâu. Và cái phần bên trên thì nó có màu xanh đậm và cái mặt dưới của lá thì nó màu trắng bạc và nó có nhiều cái loại cái lông mịn li ti màu trắng đó các bạn vì vậy là khi chúng ta dùng lá atiso để nấu nước uống thì chúng ta nên lưu ý là cái phần lá của atiso do nó có chứa nhiều chất tainin vì vậy là khi chúng ta dùng thì lá atiso có vị đắng nhưng mà theo như ông bà ta thường nói thuốc đắng đã tật và mình cũng thấy đúng luôn á các bạn vì hồi mình còn con gái à, cái lứa tuổi dậy thì mình cũng bị mụn nhiều lắm và mình thường sử dụng cây nhà lá vườn vì cái thời của mình lớn lên là không có điều kiện để mà đi điều trị bác sĩ hoặc là những cái loại mỹ phẩm đắt tiền vì vậy là mình thường là dùng cái lá atiso khô mình nấu nước mình uống kiên trì và với một cái thời gian nhất định nào đó thì chắc chắn sẽ có cái kết quả rõ ràng nếu chúng ta có một cái sự kiên trì và theo như ông bà mình thường nói là do cái lá atiso các cái lông ly ti đó nếu khi chúng ta nấu mà chúng ta sơ chế không cẩn thận thì các cái lông đó nó sẽ ở trong cái nước và chúng ta uống nó sẽ bị ngứa cái cổ họng và nó dễ bị ho. Vì vậy là ông bà của mình dạy là khi dùng lá atiso là chúng ta rửa thật sạch và chúng ta vò kỹ à, 5 10 lần nước cho nó thật là sạch và sau đó chúng ta bỏ vào một cái túi vải KT và chúng ta rút cái miệng túi lại, không cho lá atiso rơi ra bên ngoài cái ấm nước và sau đó chúng ta đun sôi trên lửa nhỏ. Và như vậy thì những cái lông li ti nó sẽ không có bị thoát ra ngoài và chúng ta dùng thì sẽ rất là tốt. Còn cái vấn đề mà dùng lá atiso nấu nước uống có điều trị mụn được hay không? thì mình xin nói với các bạn như thế này mụn là do rất là nhiều cái nguyên nhân gây ra chẳng hạn như là mụn do tuổi dậy thì hoặc là mụn do chúng ta ăn uống quá nhiều các cái chất nóng rồi thì chúng ta lại thức khuya rồi um, ngủ không đủ giấc Nói chung là rất là nhiều nguyên nhân, hoặc là do chúng ta bị thiếu ngủ nè, rồi tiếng ồn, rồi môi trường bụi bặm. Vì vậy là mụn rất là nhiều nguyên nhân ha các bạn. Vì vậy là các bạn nên tham khảo các bác sĩ có chuyên môn về ngành da liễu. Còn nếu như các bạn bị mụn mà do nóng gan gây ra thì lá atiso là một loại nước thanh nhiệt mát gan giải độc rất là hiệu quả và có cái giá vừa túi tiền nói chung là lá atiso rẻ ai cũng có thể dùng được ha vì vậy là các bạn yên tâm không có lo ngại về vấn đề giá cả của uh, khi chúng ta muốn dùng lá atiso còn về cái công dụng của lá atiso như thế nào thì mình cũng xin dựa theo các cái tài liệu của bên ngành y học cổ truyền thì các bác sĩ có phân tích rất là rõ ràng là trong cái lá atiso có rất là nhiều chất tannin vì vậy là chất tannin nó có vị đắng hơi khó uống nhưng chất tannin trong lá atiso lại có cái công dụng là kháng khuẩn, kháng viêm, à, chống phù thủng rất là tốt. Và trong lá atiso còn có vitamin C nè, vitamin A, B1, B2 và nhiều cái khoáng chất hữu cơ chẳng hạn như là magie, phúc pho rồi mangan đều rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta nhất là sức khỏe của lá gan và ngoài ra lá atiso còn có cái công dụng là giải rượu à, ngày xưa mình còn nhớ là trong làng mình mỗi lần có những người mà quá chén xe rượu thì các cụ trong làng thường dùng cái lá atiso giả nhỏ ra và nấu nước uống thì mình thấy cái công dụng là giải rượu rất là hiệu quả à, những người mà họ bị xe rượu đó các bạn buổi tối thì họ lè nhà họ nằm vật vờ nhưng mà sau khi dùng lá atiso thì sáng ngày hôm sau họ vẫn tiếp tục đi ra vườn và làm việc như là không có chuyện gì xảy ra vậy đó các bạn phải nói là thực sự là lá atiso có cái công dụng là giải độc rượu rất là hiệu quả luôn á và một cái lưu ý nhỏ nữa là nếu các bạn dùng lá atiso mà nấu nước uống á thì một ngày cái liều lượng là chúng ta nên dùng 10 g đun sôi với một lít rưỡi nước sau đó thì chúng ta đun trên lửa nhỏ và nó còn lại khoảng một lít hoặc một lít hai là vừa và với cái lá atiso nó có vị đắng như vậy thì chúng ta uống nóng nó sẽ dễ uống hơn ha các bạn và lại tiếp tục một cái mẹo nhỏ nữa là nếu như các bạn mới lúc đầu uống chưa quen á thì các bạn nên bỏ vô một tí xíu đường cho nó dễ uống và không nên uống lá atiso lúc bụng đói vì như vậy sẽ gây cồn cào và bất lợi cho hệ tiêu hóa hy vọng qua cái video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cây atiso đà lạt và đặc biệt là về lá atiso rất mong là các bạn có được một cái kiến thức rất là rõ ràng về cái atiso và các bạn sẽ có sự chọn lựa như thế nào để điều trị bệnh làm sao cho nó phù hợp. Nếu các bạn thấy cái video của mình hữu ích thì các bạn đăng ký kênh giúp mình nha. Hoặc là các bạn để lại comment phần bình luận bên dưới giúp mình hoàn thiện kênh đặc sản Đà Lạt Lê Loan mỗi ngày một tốt hơn. Và nếu bạn nào quan tâm đến Atiso Đà Lạt thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 038 một Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái chia sẻ của mình. Xin chào mọi người. Hi.